Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh vừa khám phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng thu giữ 10 bánh heroin. Hai đối tượng trong vụ án cùng trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng là Chảo Chàng Khèn, sinh năm 1989 và Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1988. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện tại địa bàn huyện Bảo Lâm xuất hiện đường dây vận chuyển ma túy trái phép chất ma túy từ tỉnh Điện Biên qua Hà Giang đến Cao Bằng, sau đó vận chuyển ra nước ngoài để tiêu thụ với số lượng lớn và đối tượng Khèn cầm đầu. Sau quá trình theo dõi, mật phục, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng trên có hành vi nghi vấn tại khu vực xóm Khuổi Vin, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm. Tổ công tác đã áp sát bắt giữ đối tượng cùng một túi ni lông màu đen. Bước đầu, Khèn và Thọ khai nhận bên trong túi ni lông màu đen mà Thọ ôm theo bên người có chứa 10 bánh heroin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.